Đến giờ đi học về rồi. Sao giờ học đến giờ vô? Kỳ thi vừa rồi ông thi được mấy điểm? Trời ơi, tôi thi được 10 điểm lần đó. À, có chuyện gì vậy? Hai đứa này đã bị ta bắt rồi. Đi vào trại giam nhốt bọn nó lại thôi. Ôi trời ơi. Các bạn ơi. Hả? Có kẻ xấu đã bắt mình và Yomot nhốt vào một cái nhà giam. Ôi, ai đó thả tôi ra đi. Trời ơi, cái nhà tù Bedrock này mình không đi ra ngoài được. Phải làm sao đi Yomot ơi? Tôi cũng đang rất là lo sợ đây. Nhưng mà ông phải bình tĩnh. Ông đừng khóc nữa. Cứu tôi với. Thả tôi ra đi mà. Các bạn hãy cổ vũ cho mình có thể trốn thoát được bằng cách là hãy nhấn like và đăng ký thật là nhanh tay nha các bạn ơi. Tiếp theo các bạn hãy bình luận là cố lên anh Vinh ơi, em sẽ cổ vũ cho anh trốn thoát nè. Mình bị nhốt ở trong đây, mình khát nước quá à. Vô bát ơi, có gì để uống không? Cũng may là hồi nãy trong túi của tôi còn hộp sữa vô bát nè. Có hộp sữa nè. Cảm ơn vô bát rất là nhiều luôn. Có tôi là tôi chết khát luôn rồi. Hên quá có hộp sữa rồi. Cái gì đây, bước lên đây để tiến hành vô nhà giam. Rồi tới công chuyện thiệt luôn rồi. Rồi nhảy lên nè. Đây là cái cấp độ 1 đầu tiên nha các bạn. Mình phải làm sao đây? Đây nó có gì đây? Có băng nè. Ừ đúng rồi. Và nhiệm vụ của mình á là mình phải nhảy xuống dưới nha các bạn. Cao quá à, làm sao đây các bạn? Mình nhảy xuống là có thể chết luôn á. Ở trong đây nó có miếng giấy gì nè phải không các bạn? Để mình coi đây. Nếu ngươi và Yomot muốn thoát khỏi đây thì đừng có mơ, vì ở đây rất là khó trốn thoát. Chúc em may mắn lần sau nhé. Ký tên đại ca ngáo. Trời, đại ca mà còn bị ngáo nữa. Thấy cái chuyện gì đấy chứ. Rồi bây giờ là uống hộp sữa vô mát để lấy lại bình tĩnh nha các bạn. Nạp năng lượng cái nha. Wow, một cảm giác thật là vô mát. Ok, bây giờ là mình phải tìm ở trong cái phòng này nó có cái gì không nha các bạn. Ở đây nó có một cái cục băng nè. Nhưng mà nếu mà mình đập á thì nó sẽ không có nước. Nên là bởi vì thế á, mình phải cần một cái gì đó. Ê, ở đây có một cái cọng sợi chỉ nè các bạn. Wow, có sợi chỉ nè. Ôi, ở đây có cái rương nào không? Vô mát. Có khi nó giấu cái rương ở phía bên dưới á. Ông kiểm tra thật là kỹ xem ông có thấy cái gì ở dưới không? Quay, tôi thấy ở trong đây có một cái rương này vô mát ơi. Wow, nó có một cái phiến gạch hả? Bên trong nó có cái gì vậy? Và một cái quả trứng sinh ra một cái con vật nào đó. Nhưng mà cái phiến gạch này á, để mà cho nó chảy nước trong cái cục băng này á thì mình cần phải để cái sợi chỉ đây nè. Kèo, tôi thông minh lắm vô mốt nè 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 nè. Tôi sẽ để cái phía gạch cái bên đó. Rồi né né ra nè, né né ra đi nè. Tôi đặt cho ông có chắc là nước nó sẽ chảy ra không vậy? Ồ, ghê chưa, thì nước nó sẽ chảy xuống. Như vậy là chúng ta có thể đi xuống được rồi. Ông đúng là thông minh đấy. Đúng là thông minh. Ok. Rồi. Khi mà bước xuống dưới, ở dưới nó có cái gì vậy ta? Xuống này vô mắt. Hai con dê đi trên đê đang lúc lắc đúng quẩy bóng tường. Ok, xuống này nha. Và mình sẽ lụm lại cái cọng sợi chỉ này nha. Rồi, ở trong cái phòng này chúng ta có gì đây? Có lava hả? Ôi trời ơi, mình liền chảy rồi các bạn ơi. Ông khôn thiệt cái chứ, tự nhiên nhảy xuống lava. Có gì đây? Ôi, ở trong đây có cái rương này vô mắt. Xem thử liền đi. Nó có gì vậy? Ừ, nó có 19 cái cây tre. Cây tre này dùng để làm gì mà nó tặng cho mình một cái gậy nữa. Wow. Rồi để mình suy nghĩ xem ơi. Cây tre này mình có thể chế tạo được cái gì ta? Đây, mình có thể chế tạo ra gậy. Xong rồi, tiếp theo mình sẽ chế tạo ra cái thang. Đúng rồi. Nè, đó. Thì nó sẽ ra ba cái cây thang. Như thang á thì mình sẽ gấp gì chỗ này đó thì lava nó sẽ bị rút xuống nha các bạn. Ủa? Wow, sao nó chưa rút xuống nữa ta? Hình như là cần phải cục sợi chỉ để đây nè. Thì lúc đó lava nó sẽ chảy xuống và nó sẽ mất tiêu nha các bạn. Ôi Vinh ơi, ông đúng là thông minh thiệt, ngưỡng mộ quá. Rồi rồi, nó biến mất rồi, vậy vô mất rồi. Đi xuống nha, xuống. Ok, để tôi nhảy xuống. Vô mốt ơi, đi tiếp nè. Cái tiếng gì vậy? Hay lắm.
Như vậy mà ngươi cũng đi qua được à? Cầu đổ nó sẽ càng ngày càng khó, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này đâu. Vì vậy mình phải cần cố gắng hơn nữa nha các bạn. Let's go thôi. Một cái lava làm sao mà mình nhảy qua được đây? Bên kia có cái rương kìa. Đây có một cái rương này các bạn. Ôi, bên trong của nó là một cái block và một cái cục xương. Ôi, cho tôi xương làm gì trời. Block à, chắc là mình phải đặt ở đây nè các bạn ơi. Ôi, rồi bây giờ là đứng đây nhảy qua thì vô mắt. Vô. Rồi tới công chuyện thiệt rồi. Vinh ơi, đừng có cháy nha. Hình quá các bạn ơi, chưa bị cháy nha các bạn. Uầy, mình phát hiện ở trong đây có một anh bạn cũng bị kẻ xấu nhốt ở trong cái nhà giam này nè các bạn. Uầy, tội nghiệp cho anh bạn này quá. Rồi ở trong đây nó cho mình gỗ nè các bạn. Đó, giờ mình sẽ đập gỗ, mình có thể chế tạo ra được một cái thứ gì đó. Đó, chế tạo ra được gì ta? Rồi để mình nghiên cứu đi. Ê, ở đây có một cái lỗ nè các bạn. Ủa, cái lỗ này nhỏ quá, làm sao mà mình chui vào được. Chơi kỹ chạy. Để hai cái gậy hai bên nè, rồi để gỗ đây. Đó, thì mình chế tạo ra được một cái cổng rào gỗ sồi nha các bạn. Đố các bạn, với cái cổng này mình có thể làm gì? Đó, mình sẽ đặt ở đây. Này, xong rồi, mở ra nè. Đó, rồi, sao rồi đứng ở đây, mình đóng cái cửa lại. Đó, ghê không như mất rồi. Tôi đã nằm ở trong đây rồi nè. Mình quên lấy cái món đồ này nè các bạn. Bây giờ mình phải quay lại lấy thôi. Nè, mình quên lấy cái rương. Đó, trời ơi, có món đồ gì mình lụm hết luôn. Đóng cửa lại. Đó, mình sẽ đặt cái lại cái hàng rào này nha các bạn, để lấy lại. Đó, rồi đi thôi. Ê, mà cái đường nhỏ xíu làm sao mà đi được đây? Đây, cái đường này nó bị chặn lại rồi, làm sao mà đi? Rồi lùi lại vô mắt. Ông tính làm gì? Để tôi đặt cái rương này để cho cửa nó mở nè. Ông có chắc là mở được không vậy? Tôi thấy nghi nghi là mở không có được nha. Nhanh lên. Đó, ok, chúng ta đã qua cái cấp độ số 4 rồi nha các bạn. Đó, ở trong cái cấp độ số 4 ấy cũng có thêm một anh bạn này tên là Barry nha các bạn ơi. Trời ơi, lại thêm một người cũng bị bắt nhốt ở trong đây giống như tôi rồi. Tôi đã bị bắt cóc ở đây một tháng rồi, buồn quá. Ôi, để mình xem đây, ở trong cái phòng này nó có gì nha các bạn. Ôi, ở đây có một cái rương đó nè. Ôi, nó chứa một cái này là gì ta, một cái mũi tên. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là phải chế tạo gì? À, nó đổi cho mình nè, anh bạn này đổi cho mình là một cái hàng rào. Nó sẽ đổi cho mình là hai cái cọng sợi chỉ nha các bạn. Đây, mình đổi hai cái cọng sợi chỉ nè. Ôi, anh bạn này cho đồ cho mình luôn nè các bạn. Anh bạn này cho mình là ba cái gậy với một cái cây tre nha các bạn. Ôi, như vậy là khá là giúp ích cho mình đó. Ôi, ở trong đây thì mình đã lấy rồi. Thì bây giờ mình sẽ chế tạo cho mình một cây cung nha các bạn. Đó, mình có ba sợi chỉ nè. Đó, này mình đã có cây cung rồi. Và bây giờ để mà leo lên trên nha các bạn. Nè, leo lên nè. 1 2 3. Đó, ơi, mình nhảy không có tới các bạn ơi. Ở đây nó cao quá, sao nhảy được đây. À, mình phải dùng cây cung, xong rồi mình bắn lên trời, để cho khi mà mình bị dính sát thương á, nó giúp cho mình nhảy cao hơn nè. Các bạn nhìn nè, 1 2 3. Nhảy lên. Quay lên được rồi các bạn ơi. Ơi, để mình xem đây, ở trong cái căn phòng số 5 này có gì nha các bạn. Ôi, cái cục này đập được không ta? Hình như là không được. Ôi, nó rất là cứng luôn các bạn ơi, đập không có được. Phải chia có hộp sữa như mất để mình nạp năng lượng lấy lại tinh thần cái nha. Nè, tôi còn dư một hộp nè, ông uống đi. Đúng rồi, hộp sữa như mất đây. Nó có giấu cái rương gì ở trong đây không nhỉ? Trời ơi, ở đây có nhiều lỗ quá, làm sao mà tìm được đây Vinh? Ôi, ở trong đây nó giấu một cái rương này các bạn. Bên trong là nó có một cái quả trứng sinh ra con ếch. Trời ơi, sinh ra con ếch làm gì trời? Ủa, nè vô mắt. Tại sao ở trong cái nhà giam này lại có con ếch vậy? Mà tôi thấy nó cũng khá là dễ thương. Rồi, vậy là mình phải đặt thêm cái con này nè các bạn. Nè, cái con này nè. Đó, nè, ăn nè. Cái gì? Ông đừng có nói với tôi là con ếch này nó sẽ ăn cái con này hả? Thì sẽ không ăn đã. Hiểu gì mà. Ấy, như má tôi nó ăn nó rơi ra cái gì á? À, nó rơi ra cái cục này nè các bạn ơi. Khi mà cái con ếch á nó ăn cái con kia á thì nó sẽ rơi ra một cái cục này nè. Để mình coi cái cục này tên gì á? Đèn ếch nâu hoàng thổ hả? Cái đèn này có tác dụng gì ta? Bây giờ cái này là, à,
là mình phải leo lên đây nha các bạn ơi. Hình như á là mình phải đặt cái cây tre đây nè, xong rồi mình sẽ đổi cái xương này nó thành ra cái bọc xương nha các bạn. Đó, xong rồi đứng trên đây nè, rồi nhảy lên một cái nè. Đó, xem tôi lên nè, vô mất từ từ lên trước nha. Đây, wow, cái cây tre này nó mọc lên nhanh quá đi. Ôi tới luôn hả? Wow, vô mất ơi, lên đây nè, để tôi kéo ông lên cho. Ok, để mình xem ơi, cái căn phòng số 6 này có gì đây, có mấy cái nút bấm nè. Trời ơi, có nhiều nút quá, bấm cái nút nào bây giờ? Thì nào là nó lừa mình không các bạn ơi, mình bấm nút á, là mình có thể sẽ bị chết nha. Nên là mình sẽ không bấm, mình đặt luôn. Trời ơi, nó lừa mình đó các bạn, mình mà bấm nút là mình sẽ bị chết. Nên là mình sẽ đặt mấy cái nút này luôn. Đó. Ở dưới đây nó có dấu này nè các bạn. Từ từ, nó giấu một cái rương ở bên trong nè. Một cái máy dò ánh sáng, chứ là một cái que của quỷ lửa với một cái hạt sắt lấy luôn, với một cái gì đây, nếu mà mình ăn cái này là mình sẽ bị chết. Đội gì đưa tôi chơi chạy, tự nhiên đưa cho mình cái quả này ăn vào là bị chết. Ở trong đây á nó có một cái lò nung này các bạn, với một cái bàn chế tạo. Hình như á là mình phải nung cái quả này nè các bạn, tại vì á mình nung cho nó chắc. Mình sẽ lấy cái ôi cái máy dò ánh sáng này có thể dùng để nung được nha các bạn. Đợi cho nó nung cái quả này coi nó thành thành gì nha. Thì coi nó nướng ra thành cái gì đây. À, một cái quả chorot nở bung. À, xong rồi là mình sẽ qua đây, mình sẽ để cái que với cái này là mình có thể chế tạo ra một cái thanh, bốn cái thanh gậy em nha các bạn. À, nó có thể giúp cho mình đi lên trên. Hiểu rồi, chắc là dễ quá. Đây này, lên nè. Ừ, đúng rồi đó, phải đi lên trên mới được. 1, 2, 3, 4. Với lại là 4 cái đèn. 1, 2, 3, 4. Ôi, như là lên được. Ê, mình lên được luôn rồi nè các bạn. Ôi, lên được rồi nè. Rồi, ok, để mình kéo vô mắt lên cái nha các bạn ơi. Rồi, lần này uống hộp sữa vô mắt để nạp năng lượng đó nha. Một cảm giác thật là vô mệt. Để mình xem đây, ở trong cái căn phòng số 7 này nó có gì nha các bạn. Ơi, có thêm một anh bạn tên là Larry nữa nè. Bây giờ là có nhiều bạn bị nhốt quá trời luôn á. Anh bạn này trao đổi với mình gì đây? Đá nền đổi là cái này, nhưng mà mình làm gì có đá nền để mà đổi cho nó. Trời ơi, mấy cái món đồ này đổi không được nha các bạn. Nó đổi được mấy cái món đồ gì đâu không à. Hồi nãy tôi lụm được 9 cái cục sắt nè. À, vừa mất có 10 cái cục sắt luôn. Vậy là mình có thể chế tạo ra gì đó. Mình sẽ chế tạo ra gì đây? Phôi sắt hả? À, tôi biết rồi, ông phải qua trao đổi với cái ông kia. À, rồi xong rồi mình sẽ lấy 3 cái nút đá này. À, mình đổi vô cái thằng này là lấy thêm 8 cái hạt sắt nữa. Ồ, hiểu rồi. Vậy là chế tạo thêm một cái này nữa, nên là thêm một cái phôi sắt nữa. Vậy là lấy phôi sắt làm gì? Trong đây còn gì nữa không? À, là mình phải làm cách nào để mà mình nhảy xuống dưới nha các bạn. Trời ơi, ở dưới nó rất là sâu luôn. Rồi, để mình thử đặt cái bàn chế tạo nha. Vô mắt. Có thể là ở dưới cái bàn chế tạo này nó giấu một cái đồ vật gì đó. Ôi, ở đây có gì nè. À, là mình phải phá bỏ cái mạng nhện này nha. Ok, giờ là mình sẽ chế tạo cho mình cái kéo. Đó, à, cắt. Đấy, và các bạn đối xem thôi. Mình sẽ lấy cái mạng nhện này, khi mà mình rơi xuống là mình phải thật là nhanh tay, xong rồi mình đáp xuống nha. Cố lên. Yeah. Yeah, ông trời ơi, mình đã xuống được rồi. Nhờ cái mạng nhện này nó đã cứu mình rồi nha các bạn. Ok luôn. Yeah, yeah, nhảy xuống này vô mắt ơi. Mình nhảy xuống dưới là mình có thể trốn thoát được rồi. Vui quá, mình đã trốn thoát được rồi vô mắt ơi. Thôi bây giờ là hai chúng ta đi về thôi. Ok luôn.